Trong những ngày vừa qua, Ban Thường vụ của nhiều tỉnh, thành ủy đã tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho đợt kiểm điểm này, đồng thời yêu cầu trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm của những người đứng đầu trong thực thi các chức trách được giao theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Mổ xẻ làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân trong công tác quản lý đất đai và các vấn đề đang nổi cộm trên địa bàn khác thuộc trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm điểm cần phải đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa. Sau 2 ngày làm việc, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã hoàn thành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam trong quá trình kiểm điểm, cùng với tập trung đánh giá một cách khách quan những mặt còn tồn tại, hạn chế xung quanh 3 vấn đề lớn cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã dành thời gian kiểm điểm sâu 2 nội dung theo gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, chỉ đúng nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt yêu cầu đề ra, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo quy định. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bắt đầu tiến hành đợt kiểm điểm tự phê và tự phê bình theo nghị quyết Trung ương 4. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phải nghiêm túc tự kiểm điểm, tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa, phải thực sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác và cho tập thể. Quá trình kiểm điểm cần phải làm rõ nguyên nhân tồn tại, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Sau gần 5 ngày làm việc, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã hoàn thành đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, đã có 120 lượt ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng cao cho tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, các ý kiến đã không chỉ đi thẳng vào mổ xẻ phân tích những mặt ưu khuyết trên 3 vấn đề cấp bách được nghị quyết Trung ương 4 đề ra, mà còn tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trước những vấn đề bức xúc ở địa phương, đồng thời chỉ ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.